Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của Diệt Côn Trùng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một loại côn trùng mà chắc hẳn khi nghe đến tác hại của chúng sẽ khiến bạn phải khiếp sợ và đi tìm cách tiêu diệt chúng ngay lập tức. Mời các bạn hãy cùng tìm hiểu về ve chó và những mối nguy hại của ve chó đối với con người. Cách diệt ve chó tận gốc, hiệu quả trong và ngoài nhà. Vậy ve chó là gì? Ve chó là loài ký sinh trùng có thể gây bệnh và làm vật trung gian cho một số căn bệnh truyền nhiễm ở người. Thời tiết đang vào mùa nồm, nóng ẩm rất dễ tạo điều kiện cho ve chó tấn công cơ thể người. Những gia đình có nuôi chó, mèo, nguy cơ ve chó có thể lây từ vật chủ sang người và chuyện thần sống ký sinh trên người là rất cao. Nhiều người hay gọi ve bám trên chó là ve chó. Ve là loại bọ màu nâu, bám vào da và hút máu trong vòng từ 3 tới 6 ngày. Vết cắn thường không đau hoặc ngứa, vậy nên nhiều người, nhất là các em bé, thường không hề chú ý tới sự hiện diện của chúng. Ve gỗ hoặc ve chó có kích thước bằng hạt dưa hấu và thường truyền bệnh sốt nổi đốm, Rocky và sốt Colorado. Ve nai có kích cỡ của đầu kim tăm và loài này truyền bệnh phát ban kinh niên. Sau khi hút no máu thì những loài ve này thường sưng to lên nên rất dễ nhận thấy. Mùa mà ve chó thường xuất hiện. Theo các nhà sinh vật, ve chó có thể ký sinh trên da người khi chúng đang ở giai đoạn trưởng thành. Đặc biệt, khi bạn trở về nhà sau một thời gian dài đi du lịch hoặc chuyển đến nhà ở mới cũng là lúc nhiều ve chó xuất hiện nhất. Ở miền Bắc Việt Nam thì ve chó phát triển nhiều vào tháng 2, tháng 3 khi thời tiết chuyển từ mùa đông sang mùa hè. Ve chó phát triển trong điều kiện nóng ẩm, thích hợp với nhiệt độ 21 đến 35 độ C và độ ẩm từ 70 đến 85%. Tuy nhiên, ở nhiệt độ phòng, bọ chét có thể tồn tại và phát triển quanh năm. Những tác hại khôn lường của ve chó đối với sức khỏe của con người. Ve chó gây bệnh như thế nào? Ve chó gây bệnh bằng hai con đường là trực tiếp khi tiếp xúc và truyền dịch bệnh từ cá thể này sang cá thể khác. Thông thường, khi ve chó xâm nhập vào cơ thể người, chúng có thể đốt, hút máu, khiến cơ thể có phản ứng ban đầu là mẩn ngứa. Bên cạnh đó là để lại các sẩn huyết thân kích thước từ 1 đến 2mm, gờ cao hơn mặt da, đỉnh chóp sẩn và có mụn nước nhỏ, rất ngứa. Trường hợp phản ứng mạnh có thể thấy hiện tượng viêm tấy đỏ lan tỏa xung quanh. Tổn thương do ve chó gây ra có thể xuất hiện ở những phần da hở hoặc ở những vùng da tiếp xúc trực tiếp với con vật khi người ta ôm, bế chúng, như vùng cổ, mặt, tay, chân, vùng quanh thắt lưng, nhưng chủ yếu là ở chân và tay. Không phải ai cũng biết trong nước bọt của ve chó có chứa một loại độc tố rất nguy hiểm. Sau khi cắn, độc tố này theo máu đi vào trong cơ thể, gây nhiễm trùng da, viêm đỏ, cứng cơ miệng, khó thở. Đối với trẻ em dưới 2 tuổi, độc tố sẽ tác động mạnh hơn, gây viêm và sốt cao. Cách tốt nhất khi bị ve chó cắn là bạn nên dùng dầu gió bôi vào để ve chó tự nhả ra, không nên dùng tay kéo vì chúng sẽ dễ làm đứt, để lại phần miệng phụ của chúng trên da gây viêm da kéo dài. Tuy vậy, chúng ta vẫn nên có những cách trị ve chó để đề phòng là tốt nhất. Thức ăn cũng chính là nguồn dinh dưỡng chủ yếu của ve chó là máu. Vì vậy, nếu trên một vật chủ có quá nhiều ve chó sẽ làm vật chủ mất máu và dẫn đến tử vong. Trong nước bọt của ve chó còn chứa rất nhiều ký sinh trùng, có thể lây truyền nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh biên dạng trùng và lê dạng trùng có tên khoa học là Ehrlichiosis và Babesiosis. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên bấm like, ủng hộ, chia sẻ để công ty tiếp tục làm những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!